Cha nuôi, cha tìm con. Tối nay cứ Rotori muốn tìm chúng ta nói chuyện. Con đi theo cha một chuyến. Nhớ lấy, tùy cơ hành sự, không được thì xử luôn hắn. Dạ rõ. Có cần đưa theo thêm vài anh em không? Chuyện này không nên có nhiều người, chỉ hại chúng ta thôi. Dạ, đi. Cứ Rotori tiên sinh, khuya vậy rồi còn hẹn tôi đến đây vắng vẻ như vậy, không biết có gì căn dặn hay không? Trương tư lệnh, hiện giờ ông đã là tư lệnh hoàng hiệp quân của Đại đế quốc Nhật Bản chúng tôi rồi, sau này phải nghe theo lệnh của chúng tôi. Tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, tất cả anh em trong Mã Đồ Bang đều phải nghe chỉ huy của chúng tôi. Thứ hai, lợi nhuận làm ăn sau này chúng tôi lấy 9 phần. Tôi không thể đồng ý. Điệu Lam, đưa cư Rotori tiên sinh về nhà đi. Đừng giết con gái của ta. Tôi hứa với ông. Chỉ cần Trương Thế Nghiêu còn sống, anh mãi mãi sẽ là Nhị Đường gia. Trước mặt Trương tiểu thư, anh mãi mãi chỉ là đứa con rể ngoan ngoãn nghe lời. Ông tiên sinh, cho dù anh không làm, sớm muộn gì chúng tôi cũng tìm người làm thay. Nhưng đợi chúng tôi chọn được người phù hợp rồi, sợ rằng vị trí của anh sau này ở Mã Đầu Bang sẽ không giữ được nữa. Chúng tôi chỉ có thể yên tâm giao Mã Đầu Bang lại cho người có thể chính tay trừ khử Trương Thế Nghiêu mà thôi. Có phải các anh đang đánh giá quá cao thực lực của mình không? Quân tiên sinh, cả Thiên Tân đã là địa bàn của Đại đế quốc Nhật Bản rồi. Chuyện rõ ràng như vậy, anh không cần phải tự lừa gạt mình. Được. Cho dù tôi giết Trương Thế Nghiêu, làm sao anh dám chắc tôi sẽ nghe theo các anh chứ? Chúng tôi tin vào giả tâm của anh. Anh không phải là người cam chịu dưới trướng người khác. Tôi e là trừ khử Trương Thế Nghiêu chiếm lấy vị trí của ông ta là điều mà anh đã mưu tính rất lâu rồi. Chỉ là còn dưới Trương tiểu thư mà thôi. Anh hùng làm việc không được do dự. Một khi do dự, cơ hội tốt sẽ tan biến đi mất. Đợi chúng tôi tìm được người phù hợp, đến lúc đó anh mất cả tình lẫn tiền, không thấy đáng tiếc sao? Hơn nữa, rời khỏi Mã Đồ Bang, anh nghĩ Trương tiểu thư sẽ thích một người làm thủ lĩnh trên núi nhà anh sao? Chuyện này anh yên tâm. Vì anh em của tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi Mã Đồ Bang đâu. Không cần biết anh vì cái gì, anh đã đồng ý rồi. Cúi mình lần một, cúi mình lần hai, cúi mình lần ba, người thân đáp lễ.
gối mình lần một, gối mình lần hai, gối mình lần ba. Người thân đáp lễ. Cúi mình lần một, cúi mình lần hai, cúi mình lần ba. Người thân đáp lễ. Trương tiểu thư, xin bớt đau buồn. Quân tiên sinh, xin bớt đau buồn. Quân tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh. Ra ngoài rồi nói. Cúi mình lần một, quân tiên sinh diễn hay thật. Kurotori tiên sinh, tôi khuyên anh tốt nhất nên nhỏ tiếng một chút. Nếu để bọn họ nghe thấy những lời này, sợ là tôi với anh đều không sống nổi đến đêm nay đâu. Quân tiên sinh, lô hàng tôi bị mất lần trước là do Hà Đông Minh làm. Chuyện này anh có biết không? Tôi biết chứ. Anh không cần lo. Hà Đông Minh là cộng sản, tôi là Mã Đồ Bán. Tôi không có quan hệ gì với lại anh ta. Còn về hàng hóa của anh, tôi sẽ mang chúng về. Cảm ơn. Lần này tôi đến vẫn còn một chuyện nữa. Muốn mời anh đứng ra nhậm chức Tổng Tư lệnh của Bảo an Kỳ Đông Kỳ Trung. Chức danh buồn nhìn, có gì hay đâu chứ. Chuyện này anh cứ yên tâm. Hoàng Hiệp Quân lần này là một quân đội độc lập, có quyền hành chính độc lập, chỉ là quan hệ hợp tác với lại đế quốc Đại Nhật Bản thôi. Tôi nói này tiên sinh, cha nuôi của tôi vừa mới qua đời, bây giờ tôi không có tâm trạng bàn những chuyện này với anh. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước. Hôm nay là ngày đầu tang cha, anh đã uống ra như thế này rồi. Thật sự không ra gì. Cha nuôi đi rồi, trong lòng anh cũng không dễ chịu. Chỉ làm mượn rượu giải sầu mà thôi. Đã muộn rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi.
anh đã hứa với là cha nuôi sẽ gánh vác Mã Đầu Bang. Thả ra, anh ra ngoài cho tôi. Anh thích em. Từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Cả đời này quân Triệu làm anh chưa từng thích ai. Em là người đầu tiên. Hôm nay tôi không muốn như vậy. Anh ra ngoài cho tôi đi. Em yên tâm, cả đời này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Sau này anh sẽ đối tốt với tôi sao? Đại ca, em biết sai rồi. Anh cho em một cơ hội nữa. Đều trách em mê cá cược, cá cược lô hàng kia. Em đảm bảo, em đảm bảo sẽ trả lại khoản tiền này. Anh cho em một cơ hội nữa đi đại ca. Lần trước cậu trộm hàng, có phải Trương Thế Nghiêu không giết cậu không? Dạ, dạ. Đại ca, đại ca, anh về rồi, anh về rồi. Hôm nay thế nào? Trong bang có việc gì không? Không có việc gì hết. Hôm nay Kurotori mà ăn cơm, ông ta lại nói về việc làm tổng tư lệnh Hoàng Hiệp Quân kia. Em nói xem, rốt cuộc anh có nên đi làm không? Anh quên cha của em chết như thế nào rồi sao? Anh còn dám có quan hệ sâu sắc với người Nhật Bản? Tất nhiên anh không quên ông ấy chết thế nào. Anh chỉ thấy nếu như vậy thì anh càng có cơ hội tiếp cận Kurotori, cũng càng có cơ hội trả thù. Hơn nữa, một khi anh làm tư lệnh thì quyền lực của anh sẽ lớn hơn, cuộc sống của chúng ta cũng trở nên tốt hơn. Anh nghĩ như vậy cũng rất có lý. Nhưng mà em lo cho anh sẽ rơi vào cảnh như là cha của em. Yên tâm đi, không đâu. Em chỉ thấy hơi lo lắng thôi. Em muốn anh sống an toàn một chút. Em nói anh nghe đi, thời buổi loạn lạc này chỗ nào an toàn chứ? Chỉ cần em theo Uông Triệu Lam anh, em sẽ không sao đâu. Yên tâm đi. Đã lâu không gặp cậu Uông. Đã lâu không gặp Kurotori tiên sinh. Trương tiểu thư, không biết cô có bận tâm khi tôi ngồi ở đây không? Mời, mời. Kurotori tiên sinh đến tìm tôi có việc gì? Tôi xin phép nói thẳng luôn. Uông tiên sinh, thời gian gần đây ở khu vực Ký Trung có một đội ngũ không rõ lai lịch thường xuyên phá hoại hành động của hoàng quân, làm loạn trị an của khu vực Ký Trung một cách nghiêm trọng. Việc này liên quan đến tôi sao?
Không biết khoảng thời gian trước tôi đề nghị Uông tiên sinh đảm nhận chức tổng tư lệnh trị an khí trung khí đông. Anh suy nghĩ thế nào rồi? Uông tiên sinh, nếu anh biết chỉ huy của đội ngũ Bắc Lộ quân này là ai, tôi nghĩ anh sẽ rất có hứng thú đảm nhiệm chức tư lệnh. Ai? Chúng tôi rất hy vọng Uông tiên sinh có thể hỗ trợ Hoàng quân đảm nhiệm chức tổng tư lệnh khí đông khí trung, cùng nhau bảo vệ, trị an và việc xây dựng khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. Uông tiên sinh, rượu ngon nhất tôi mời. Được, tôi đồng ý. Tiên sinh, đại tá Ino đến rồi. Ino, tuổi còn trẻ mà đã là đại tá rồi, giỏi lắm. Đúng là ra dáng quân nhân. Anh xem tài liệu về mấy chiến dịch và chỉ huy Bắc Lộ quân tôi bảo anh xem chưa? Dừng, tôi đã xem hết rồi. Được. Nào, nói tôi nghe. Tư lệnh, tôi xem tình hình của hai chiến dịch và ghi chép tác chiến trước đây, không khó nhìn ra đội quân này của Bắc Lộ quân có chỉ huy mới. So sánh với ghi chép mấy lần tác chiến trước, đội quân này của Bắc Lộ quân nghiêng về chủ động tấn công, không bị động xuất kích như trước đây. Nhưng cũng không khó nhìn ra chỉ huy Hà Đông Minh được nhắc đến trong tài liệu quân hàm không cao lắm. Ý anh là sao? Hai chiến dịch ở Định Nguyện chủ lực là quốc quân, đội ngũ Bắc Lộ quân Hà Đông Minh lãnh đạo hỗ trợ tác chiến, nhưng quân ta vẫn có thể rút về trong huyện thành huyện định. Điều này đủ chứng minh sức mạnh của Bắc Lộ quân và quốc quân cộng lại không đủ để chống lại sức mạnh của một liên đội của Hoàng quân Đại Nhật Bản chúng ta. Hơn nữa, theo tôi biết, nội bộ Bắc Lộ quân vẫn có tâm lý phòng bị với quốc quân. Vậy nên đội ngũ Bắc Lộ quân thần tốc chi viện này chắc là toàn bộ binh lực Hà Đông Minh lãnh đạo. Nói tiếp đi. Chiến dịch lần hai không thể không nói, tôi rất khâm phục chỉ huy Hà Đông Minh. Hắn có thể dẫn theo mấy người đi vào doanh trại của chúng ta, cho nổ bộ trang bị của chúng ta. Điều này đủ chứng minh hắn rất có năng lực tác chiến bí mật. Hơn nữa, hắn có nhóm hành động đặc biệt khoảng 10 người. Mặt khác, hắn đã có thể biết binh lực của hắn cộng với binh lực của quốc quân đều không thể chống lại Hoàng quân Đại Nhật Bản. Hắn bằng lòng hy sinh sự an nguy của mình để cho nổ bộ trang bị của chúng ta. Tổng hợp hai điểm này, tôi rất khâm phục mưu trí và dũng khí của hắn. Đúng vậy, anh phân tích rất hay. Ino, anh có cách nào đối phó với Hà Đông Minh hay không? Thực ra không khó nhìn ra, với sức mạnh của chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt đội quân của Hà Đông Minh. Nên chỉ tìm ra nơi đội quân của họ đóng quân, tôi có thể lập tức tiêu diệt đội ngũ Bắc Lộ quân mai phục ở khí trung. Tiên sinh, đại tá Ino có kinh nghiệm tác chiến vùng núi phong phú,
trước chỗ đối phó với đội ngũ Bắc Lộ quân ẩn náu trong rừng đánh du kích trong thời gian dài. Được, đúng là quân quan xuất sắc của đế quốc Đại Nhật Bản. Ino, tôi ra lệnh cho anh, kể từ hôm nay anh toàn quyền phụ trách việc tiêu diệt đội quân của Hà Đông Minh ở Khí Trung. Dừng, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực. Ngồi xuống đi. Ngoài ra, tôi còn sắp xếp cho anh một trợ thủ đắc lực. Ino, tôi xin giới thiệu, đây là Uông Triệu Lâm, tổng tư lệnh trị an Ký Đông Ký Trung mới. Hai người sẽ hợp tác trong nhiệm vụ lần này. Tư lệnh, một mình tôi là đủ rồi. Người Trung Quốc như anh ta chỉ khiến tôi vướng chân vướng tay. Tư lệnh, tôi thật lòng đến hợp tác với các anh. Lời đại tá này nói hơi khó nghe. Ino, tư lệnh Uông thật lòng muốn đến hợp tác với chúng ta, hay là anh hãy cố gắng hợp tác với nhau? Dừng, chỉ huy đã nói vậy rồi, tôi sẽ thử xem trình độ của tư lệnh này như thế nào, có thể cống hiến cho hoàng quân Đại Nhật Bản không? Tư lệnh Uông, đại tá Ino đã nói rồi, anh thì sao? Trả lời đi. Được, so thì so. Chúng ta có thể chia lính làm hai đường, lần lượt đánh khu vực quản lý của Bắc Lộ quân, xem ai giỏi hơn ai. Dì đệ, giặc Nhật cho một liên đội đến tiêu diệt đội ngũ chống Nhật ở gần đây. Có vẻ như các anh em cũng nhận được tin rồi. Dân, nên bọn em đang di chuyển. Dân, di chuyển. Hai anh em chúng ta có thể hợp tác lần nữa. Anh cả, mau di chuyển đi. Chúng ta không thể giao chiến chính diện với kẻ địch. Thế này không giống em chút nào. Trước đây, dù đến cuối cùng chỉ còn một người, em cũng không lùi bước. Lần trước em còn dám đánh một liên đội vũ khí hạng nặng của giặc. Nói đi, em có ý đồ gì? Chỉ có đại ca hiểu em. Vì đệ, nhưng lần này giặc Nhật chuẩn bị rồi mới đến. Mục đích là căn cứ địa của chúng ta. Đúng vậy, cho nên chỉ cần giữ cho đoàn bộ của chúng ta ẩn nấp bất động, đừng giao chiến chính diện với giặc, thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy thì chúng ta dương đông kích tây. Không có ai cả. Bưu tử, đưa mấy anh em đi xem sao. Dừng, đại gia, mang tử, cả bốn người các cậu nữa đi theo tôi. Dừng, đi bên này. Lạ thật, rốt cuộc làng này có người không thế? Đúng vậy, không có ai hết. Đi, chúng ta đến phía trước xem sao. Đi. Có làm kinh động đến Bắc Lộ bên trong không? Tôi đã cho mấy anh em đi vào xem rồi. Nếu Bắc Lộ chạy trốn, tôi sẽ hỏi tội anh. Đại ca, đại ca, thế nào? Đại ca,
Trong làng không có thứ gì. Thế nào? Báo cáo, không có gì cả. Vào trong làng lục soát cho tôi. Dừng. Dừng bước. Tại sao phải dừng bước? Tư lệnh Uông, địa thế nơi này hết sức hiểm trở. Nếu bắt lộ mai phục thì chúng ta rất khó phản kích. Đồ thổ đế, có mai phục thì đã sao? Dù thế nào hôm nay tôi cũng phải tìm được Hà Đông Minh. Tư lệnh quan, xin phối hợp với công việc của tôi. Các anh em, người Nhật Bản dừng bước rồi, chúng ta đi tiếp. Dừng, đi. Khủng khiếp, các anh em đi theo. Ngu xuẩn. Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng đã chôn xong mìn rồi. Được, họ đến rồi. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Khoan đã, không phải quân Nhật, là quân Ngụy. Quân Ngụy, một lũ bán nước, càng phải đánh. Bảo các anh em gắng sức hơn. Qua con đường phía trước thì nghỉ. Dừng. Các anh em cố gắng lên. Uông Triệu Lâm, cảnh giới. Hà Đông Minh, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Uông Triệu Lâm, đừng làm gì cho người Nhật Bản nữa. Nói nhảm ít thôi. Có giỏi thì anh xuống đây. Có giỏi thì chúng ta trực tiếp chiến đấu với nhau. Tiểu đoàn trưởng, anh không được đi. Tên Uông Triệu Lâm này đã là chó của người Nhật Bản rồi. Anh mà đi thì sẽ gặp nguy hiểm. Thế nào? Sợ rồi sao? Bác lộ quân các anh chỉ làm những vụ làm ăn lén lút. Tôi đi xuống một chuyến, cậu ta đã dám đến tìm tôi thì chắc chắn sẽ không đủ xuống với tôi. Ở đây đợi tôi. Ở đây đợi tôi. Tiểu đoàn trưởng, không được, quá nguy hiểm. Đúng vậy tiểu đoàn trưởng, tôi qua đối với anh. Không cần, yên tâm đi. Ẩn nấp. Bỏ xuống hết đi. Tam đệ, đừng làm chó của người Nhật Bản nữa. Hôm nay tôi muốn đánh người Nhật Bản. Nếu các cậu rút thì tôi sẽ không đổ súng ở phía sau các cậu. Người Nhật Bản, bây giờ tôi quản lý khu vực khí đông khí trung. Tôi mới là chủ nhân của nơi này. Tôi gọi anh một tiếng nhị ca. Đưa người của anh rời khỏi đây. Tôi không truy cứu trách nhiệm của anh. Đúng là vô liêm sỉ. Dùng đất này trở thành đất của cậu từ lúc nào? Cậu còn không tỉnh ngộ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nhân dân xét xử. Chuẩn bị xong hết rồi. Chuẩn bị nổ súng mỗi lúc. Ngăn họ lại. Các cậu cút đi cho tôi. Khốn kiếp. Tất cả bắn về phía bác lộ quân.
Bảo vệ tiểu đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng, chúng ta có cần xuất kích không? Không cần. Đối với đội rút quân, cậu lãnh đạo đại đội 1, sau khi lại gần quân vực thì đốt mấy quả pháo để thăm dò. Chỉ cần để giặc vực không nắm được tình hình, rút nhanh. Được, đại đội 1 đi theo tôi. Dừng. Anh dừng nổ súng lại cho tôi. Anh cút đi cho tôi. Bảo vệ tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng rút. Kích nổ mìn. Có tin tôi không khách sáo với anh không? Mau lên. Không sao chứ? Không sao chứ? Không sao, không sao. Hà Đông Minh, tôi phải đưa anh đến đội hiến binh. Cút sang một bên. Có chuyện gì thế? Chỉ huy, không biết đạn dược bắn đến từ đâu. Quân Trung Quốc đáng ghét. Nơi này địa thế hiểm trở. Rút. 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 Các đồng chí, đối với lần truy quét này của giặc Nhật, cách làm của đồng chí Hà Đông Minh rất xứng đáng được công nhận. Tôi đồng ý. Đồng chí Hà Đông Minh có thể kịp thời phân tích về tác chiến hành quân và đặc điểm chỉ huy của giặc Nhật. Hơn nữa có thể đưa ra chỉ huy chính xác. Tôi phải đích thân báo cáo với cấp trên. Xin công cho đồng chí Hà Đông Minh. Vỗ tay. Trung đoàn trưởng, không xin công mà mời chúng tôi uống rượu thế nào? Được. Đợi đến khi đuổi được giặc Nhật, tôi và lão Đổng mời cậu uống thoải mái. Nguyễn Viên lại đối xuông rồi. Được rồi, chúng ta tiếp tục vấn đề chính. Mọi người xem, có cần thiết đưa cách bình tĩnh xử lý sự truy quét của giặc thành ví dụ đặc biệt tuyên truyền ở các doanh bộ khác không? Tôi thấy có thể. Tôi thấy không cần thiết. Vì tác chiến đơn độc phải quyết định theo tình hình cụ thể. Tôi đồng ý với ý kiến của chỉ đạo viên. Ý kiến của hai người các cậu giống nhau từ bao giờ thế? Vì chỉ đạo viên đối đúng. Trên chiến trường không có ví dụ đặc biệt. Tình hình của mỗi một lần tác chiến không giống nhau. Chúng ta phải tự do tác chiến theo tình hình cụ thể. Được. Làm theo lời họ. Được. Cậu đợi ở đây lâu rồi phải không? Dừng. Có chuyện gì? Tối qua khi rút lui, tôi phát hiện ra tấm bản đồ này. Bên trong viết tiếng Trung. Tôi cho rằng nó có thể có ích cho việc tác chiến. Bản đồ phân bố chiến lược quân sự của Bắc Lộ quân ở Hoa Bắc. Rất tốt. Cậu làm rất tốt. Dừng. Tiểu đoàn trưởng, anh tìm tôi. Người Nhật Bản có được một tấm bản đồ hết sức quan trọng của chúng ta. Bên trên đánh dấu phân bố căn cứ địa ở Hoa Bắc của Bắc Lộ quân. Nếu nó rơi vào tay người Nhật Bản thật, thì rất có thể người Nhật Bản sẽ tiêu diệt, có mục tiêu trên diện rộng với căn cứ địa ở Hoa Bắc của chúng ta. Nếu nó rơi vào tay trong người Nhật Bản thật, thì chắc chắn là đang ở bộ chỉ huy của giặc Nhật. Được. Tôi nhanh chóng đi tìm trung đoàn trưởng. Không kịp rồi. Tìm mấy anh em kỹ thuật tốt đi với tôi. Dừng.
Rốt cuộc có thể dịch chính xác ý nghĩa của tấm bản đồ này không? Trưởng quân, bây giờ vẫn không hoàn toàn chính xác. Nhanh lên, nhanh lên. Dừng. Nhớ kỹ, động tác nhất định phải nhanh. Lát nữa xông vào, tìm được bản đồ thì rút ngay. Dừng, dừng. Đi thôi. Chú cùng xong chưa? Trưởng quan, trước mắt chúng tôi chỉ có thể xác định đây là bản đồ phân bố của Bắc Lộ quân. Còn về sắp xếp quân sự của họ và những thứ khác tạm thời không thể xác định. Khốn kiếp, một buổi sáng mà chỉ phân tích được có bao nhiêu đó. Các cậu sắp xếp, sao chép cái này, làm 10 bản cho tôi. Dừng. Alo. Dừng. Hôm nay chúng tôi phát hiện một tấm bản đồ của Bắc Lộ quân. Dừng. Chúng tôi đang nghiên cứu, xác định là một tấm bản đồ hết sức quan trọng. Xin cấp trên cử chuyên gia phân tích đến huyện thành nghiên cứu với chúng tôi. Dừng. Dừng. Có chuyện gì thế? Mau tìm bản đồ. Dừng. Tiểu đoàn trưởng, anh xem đi. Đưa cho tôi. Là cái này phải không? Tiểu đoàn trưởng, giặc đến rồi. Bắn. Bắn cho tôi. Tiểu đoàn trưởng Ung Triệu Lam đến rồi. Tôi biết. Các đồng chí, xem ra lần này là đích diễn nhiều rồi. Xin lỗi, tôi đã làm liên lụy đến các cậu. Tiểu đoàn trưởng, chúng ta đều là anh em sống chết có nhau. Có chết cũng phải chết cùng với nhau. Chúng tôi không sợ chết. Đúng vậy, tiểu đoàn trưởng, chúng tôi không sợ chết. Bắn, bắn. Người bên trong nghe rõ đây. Bây giờ hạ vũ khí đầu hàng, tôi sẽ cho các người sống. Bắn cho tôi. Các anh, lấy hết lựu đạn ra, liều mạng với họ. Dừng. Lựu đạn. Các anh em, đừng cho chúng cơ hội bật lại. Ném lựu đạn đi. Canh chừng chúng, đừng để chúng thoát. Rõ. Tiểu đoàn trưởng, hình như viện binh của chúng ta đến rồi. Nhưng cơ hội này, xông ra ngoài thôi. Thẩm Gia Lưu, bắn cho tôi. Đi thôi, đi. Đi thôi, đi nào. Dĩ đảng, mau dậy đi.
Nhị Đản, đi thôi. Nhị Đản, Nhị Đản, gắn lên, Nhị Đản. Tiểu đoàn trưởng, anh mau đi đi. Không được, tôi nhất định sẽ đưa cậu đi. Nhị Đản, tiểu đoàn trưởng, anh mau đi đi. Nhị Đản, Nhị Đản. Tiểu đoàn trưởng đâu? Tiểu đoàn trưởng và thắng lợi ở phía sau. Gì cơ? Cái cậu rút trước. Tôi đi cứu tiểu đoàn trưởng. Không được, chúng ta vẫn không biết tiểu đoàn trưởng và Dương thắng lợi ở đâu. Chúng ta mau rút đi thì hơn, nguy hiểm lắm. Rút. Nhị Đản, cậu yên tâm, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Anh đi cùng cậu. Nhị đệ, Nhị đệ, đại ca. Không sao chứ? Không sao chứ? Sao anh lại đến đây? Đi thôi, đừng nói nữa. Đại ca. Đại ca, sao rồi? Không sao. Đầu hàng đi. Tôi đảm bảo các người không chết. Tất nhiên, nếu các người bằng lòng quỳ xuống cầu xin tôi có thể cân nhắc bổ nhiệm các người làm phó tư lệnh. Tôi cũng không muốn anh em chúng ta cứ đấu đá mãi. Uông Triệu Lâm, cậu đừng ảo tưởng nữa. Bây giờ chúng ta không còn là người cùng một đường. Uông Triệu Lâm, chúng tôi không đời nào theo cậu làm hán gia đâu. Anh điểm trợ, em trèo tường chạy đi. Không được đại ca, anh bị thương rồi, để em. Đã đến lúc nào rồi, đi đi. Chính quỷ, trung đoàn trưởng. Gì vậy? Chuyện gì đây? Tại sao không báo với quân đội trước? Hà Đông Minh đâu? Nói đi, Hà Đông Minh đâu? Nói đi. Tiểu đoàn trưởng không thoát được. Chúng tôi đi tiêu hủy bản đồ chiến lược. Vì sao không biết gì sao? Quân đội của Thẩm Gia Lương đến chi viện cho chúng tôi, nhưng lúc loạn lạc mới chạy ra ngoài được. Chúng tôi thoát được mới phát hiện không thấy tiểu đoàn trưởng và Nhị Đản đâu cả. Chuyện quan trọng như vậy, tại sao không báo cáo với cấp trên? Trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng nói tấm bản đồ chiến lược đó vô cùng quan trọng. Nó thể hiện vị trí chính xác của quân đội khu vực phía Bắc Trung Hoa. Bảo chúng tôi phải tiêu hủy nó trước khi người Việt phát tán chúng. Với lại cái gì? Tại sao lúc đó cậu không nói với tôi? Với lại tiểu đoàn trưởng nói không được nói với đoàn bộ. Đối với cả đoàn bộ xong, sẽ cần có nhiều đồng chí phải hy sinh hơn. Chúng ta phải tiêu hủy tấm bản đồ đó bằng số người hy sinh ít nhất. Báo cáo. Vào đi.
Tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng. Đồng minh. Trung đoàn trưởng, chính quỷ, bản đồ bị tôi tiêu hủy rồi. Sambo.